Hello po mga kababayan. Hello naman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu. Tôi là Kim Thanh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đài Loan ra thông báo kéo dài cảnh báo dịch cấp độ 3 đến ngày 14 tháng 6. Bộ Giáo dục hưởng ứng phòng chống dịch, kéo dài thời gian nghỉ học cho tất cả các trường học trên toàn Đài Loan. Thị trưởng thành phố Đài Bắc và Tân Bắc thông báo nghiêm cấm dịch vụ ăn uống bên trong nhà hàng, quán ăn. Phát tán thông tin dịch bệnh giả mạo có thể bị phạt đến 3 triệu đài tệ. Dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Đài Loan ra thông báo kéo dài cảnh báo dịch cấp độ 3 đến ngày 14 tháng 6. Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và số ca được xác nhận lây nhiễm COVID-19 mỗi ngày tại Đài Loan vẫn vượt trên con số hàng trăm ca. Trung tâm Chỉ huy và Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan đã thông báo kéo dài tình trạng cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 đến ngày 14 tháng 6. Theo quy định tiêu chuẩn của cảnh báo dịch cấp độ 3, người dân luôn phải đeo khẩu trang mỗi lúc khi ra ngoài, đồng thời không tụ tập trên 5 người trong nhà và hơn 10 người ở ngoài trời. Bộ Giáo dục hưởng ứng phòng chống dịch, kéo dài thời gian nghỉ học cho tất cả các trường học trên toàn Đài Loan. Cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 trên toàn Đài Loan kéo dài đến ngày 14 tháng 6. Bộ Giáo dục Đài Loan đã ra thông báo tất cả trường học các cấp trên toàn Đài Loan sẽ nghỉ học đến ngày 14 tháng 6. Các dịch vụ chăm sóc trẻ em sau giờ học, lớp học thêm cũng yêu cầu tất cả các học sinh nghỉ ở nhà học bài. Ngoài ra, cũng yêu cầu dừng tổ chức lễ tốt nghiệp của tất cả các trường để cùng nhau vượt qua đại dịch. Thị trưởng thành phố Đài Bắc và Tân Bắc thông báo nghiêm cấm dịch vụ ăn uống bên trong nhà hàng, quán ăn. Tình hình dịch bệnh ở Đài Loan ngày một leo thang. Thị trưởng thành phố Đài Bắc thông báo, kể từ ngày 24 tháng 5, tất cả các nhà hàng tại Đài Bắc đều nghiêm cấm phục vụ ăn uống bên trong phạm vi của quán. Thành phố Tân Bắc cũng đang thực hiện theo chính sách này. Người vi phạm sẽ bị phạt từ 3.000 cho đến 15.000 đài tệ. Ngoài ra, nhiều huyện thị trên toàn Đài Loan cũng tuân thủ theo chính sách trên. Phát tán thông tin dịch bệnh giả mạo có thể bị phạt đến 3 triệu đài tệ. Dịch bệnh bùng phát tại Đài Loan khiến nhiều người lo lắng. Mỗi ngày đều có nhiều tin tức về dịch bệnh được phát tán trên các trang mạng xã hội. Trung tâm phòng chống dịch bệnh nhắc nhở mọi người việc phát tán những tin tức sai sự thật chưa được xác minh về dịch bệnh. Không những bị phạt 3 năm tù mà còn bị phạt tiền lên đến 3 triệu đài tệ.